Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với channel Overbiz. Mới đây thì cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng thiệt hại rất nhiều cho các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, có những lãnh đạo, quan chức lại lơ là trong việc khắc phục hậu quả. Chính vì thế đã bị đình chỉ chức vụ. Để biết những quan chức này là ai và tại sao bị đình chỉ chức vụ, câu trả lời sẽ có trong video. Những quan chức bị đình chỉ công tác vì không chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ngày 15 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão Iagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Theo văn phòng Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tô lâm và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tới các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhất là những gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương do siêu bão số 3 gây ra. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc khi đề cập tới sự tàn phá, hậu quả nặng nề và những mất mát, thiệt hại của người dân, của đất nước. Chúng ta đã nỗ lực hết mình, chúng ta đã tìm ra phương án tốt nhất trong các phương án có thể. Chúng ta tìm cái còn trong cái mất. Sau mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân, những gia đình có người thân thiệt mạng. Thủ tướng Chính phủ xúc động. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh các mục tiêu sắp tới là không để người dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, thiếu nước sạch, không có chỗ ở, các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Khắc phục hậu quả siêu bão số 3 có hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất. Đồng thời khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ nhóm 6 nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục hậu quả bão gồm: Thứ nhất, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương. Thứ hai, bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà, có nhà hư hỏng, cung cấp lương thực, thực phẩm nước sạch cho người dân, cứu chữa cho người ốm đau. Thứ ba, ra soát, kiểm tra bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ tiếp tế người dân. Thứ tư, tập trung cả hệ thống chính trị, các lực lượng người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Thứ năm, không để mất điện, mất sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu. Thứ sáu, sửa chữa ngay cơ sở y tế, giáo dục để các cháu được tới trường, người bệnh được chữa bệnh. Về các giải pháp ổn định tình hình cho nhân dân, người đứng đầu chính phủ yêu cầu ra soát thống kê thiệt hại của nhân dân và nhà nước hỗ trợ ngay cho người dân bị thiệt hại cố gắng ổn định tại chỗ như bố trí chỗ ở tại nhà văn hóa thôn bản cơ sở của công an quân đội trên địa bàn ra soát các thôn bản bị vùi lấp các gia đình mất nhà tổ chức tái định cư tại nơi an toàn chậm nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành yêu cầu là nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ nhà ở có nền cứng vách cứng mái cứng ra soát thống kê sửa chữa các trường lớp thiết bị để trong tháng 9 này tất cả các cháu học sinh trở lại trường. Các địa phương thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ cho các gia đình. Nghiên cứu miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, hệ thống Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất không đồng. Bộ Tài chính nghiên cứu giảm, giản, hoãn thuế, phí, lệ phí. Ngân hàng Chính sách Xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình, ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời cho các thiệt hại của doanh nghiệp, người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả, chống tham nhũng, lãng phí, trục lợi. Dù bên trên có chỉ đạo xuống cực kỳ quyết liệt, tuy nhiên vẫn có những quan chức lơ là, né tránh trách nhiệm và chậm khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đương nhiên, các quan chức này cũng đã bị hình thức xử lý thích đáng, đó là tạm đình chỉ chức vụ. Cụ thể đó là một, Giám đốc điện lực Hạ Long. Người đầu tiên bị đình chỉ chức vụ do khắc phục hậu quả bão chưa đạt yêu cầu, đó là ông Nguyễn Đại Cương, Giám đốc điện lực Hà Long. Khi vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, Nguồn tin của phóng viên dân trí cho biết, công ty điện lực Quảng Ninh đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ giám đốc điện lực thành phố Hà Long đối với ông Nguyễn Đại Cương kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 cho đến khi có quyết định thay thế. Theo quyết định này, công ty điện lực Quảng Ninh đã bố trí người thay thế ông Cương để điều hành điện lực thành phố Hà Long trong thời gian ông này bị tạm đình chỉ chức vụ giám đốc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đại Cương vẫn phải có mặt tại điện lực thành phố Hà Long để khắc phục hậu quả lưới điện sau bão số 3 và các công tác sản xuất kinh doanh của điện lực. Trước đó, ngày 9 tháng 9, công ty điện lực Quảng Ninh cho biết đối với các phụ tải ưu tiên khu vực thành phố Hà Long, dự kiến điện lực Quảng Ninh sẽ được cấp điện trở lại trong ngày 9 tháng 9. Các đường dây còn lại do có nhiều vị trí gãy đổ cột, đơn vị đã huy động lực lượng khắc phục sự cố khôi phục vận hành cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên nắm được đến tối ngày 10 tháng 9, tại địa bàn thành phố Hà Long vẫn nhiều nơi chưa có điện. Theo công ty điện lực Quảng Ninh, báo số 3, bão Iagi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh chiều ngày 7 tháng 9 và đã gây mất điện toàn bộ tỉnh này. Thống kê của điện lực Quảng Ninh tính đến 11 giờ 30 ngày 9 tháng 9, lưới điện 110 kV có 4 cột gãy đổ và bị nghiêng 5 cột. Lưới trung áp hư hỏng 28 trạm biến áp TBA, 468 cột bị đổ gãy, 145 cột sạt lở nghiêng, hơn 31.000 dây dẫn bị hỏng và 876 sứ bị hỏng. Lưới hạ áp có 1.373 cột bị gãy đổ, 140 cột sạt lở nghiêng và hơn 13.000 mét dây dẫn bị đứt hỏng. Tổng cộng trên địa bàn Quảng Ninh có hơn 2.100 cột điện bị gãy đổ, nghiêng, sạt lở về công tác khắc phục sự cố sau cơn bão số 3, Điện lực Quảng Ninh cho biết, tính đến 15 giờ ngày 9 tháng 9, đối với lưới 110 kV đã đóng điện 19 trong số 59 đường dây. Đơn vị đã đóng được điện cho 16 TBA, trong đó có 13 trong số 21 TBA 110 kV là tài sản của Điện lực Quảng Ninh và 3 trong số 9 TBA 110 kV là tài sản của khách hàng. Đối với đường dây trung áp, Điện lực Quảng Ninh đã đóng điện được 47 trên 134 đường dây trung áp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái, Hải Hà, Cẩm Phả, Hạ Long. Điện lực Quảng Ninh đang chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các đường dây còn lại, đủ điều kiện khôi phục vận hành, cấp điện trở lại cho trên 160.000 trên 461.000 khách hàng mất điện, ưu tiên cấp điện cho các khách hàng quan trọng. Cũng theo Điện lực Quảng Ninh, 1.000 người đang căng sức trong thời tiết mưa gió để khắc phục lưới điện tỉnh Quảng Ninh. Trong số 1.000 người, Điện lực Quảng Ninh có hơn 600 người, 450 người còn lại là của các đơn vị khác như Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, Công ty Thí nghiệm Điện Miền Bắc ETC và các nhà thầu hỗ trợ. Ngay sau đó vào ngày 11 tháng 9 thì lý do đình chỉ công tác của ông Nguyễn Đại Cường đã được đưa ra. Cụ thể liên quan đến việc ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc điện lực thành phố Hà Long đối với ông Nguyễn Đại Cường, đại diện công ty điện lực Quảng Ninh cho biết. Ông Cương đã chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau cơn bão chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu của tổng công ty điện lực miền Bắc và công ty điện lực Quảng Ninh. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục cấp điện trở lại cho các khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Long. Do đó, công ty đã có quyết định giao cho ông Đặng Thành, phó giám đốc công ty điện lực Quảng Ninh, kiêm nhiệm chức vụ giám đốc điện lực thành phố Hạ Long thay cho ông Nguyễn Đại Cương. Theo đại diện PC Quảng Ninh, điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục lưới điện tại thành phố cũng như thống nhất công tác chỉ đạo xuyên suốt từ công ty xuống điện lực địa phương và đến việc cấp điện cho các khách hàng có đường dây hạ thế. Trước đó, công ty điện lực Quảng Ninh có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ giám đốc điện lực thành phố Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 cho đến khi có quyết định thay thế. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đại Cương vẫn phải có mặt tại địa lực thành phố Hà Long để khắc phục hậu quả lưới điện sau cơn bão số 3 và các công tác sản xuất kinh doanh của điện lực. Tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, Quảng Ninh đã khôi phục 30% phụ tải sự cố toàn tỉnh, cơ bản khôi phục cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng như bệnh viện, thông tin liên lạc, cấm nước sạch và khôi phục 90% phụ tải là các mỏ than. Đối với các phụ tải ưu tiên khu vực thành phố Hà Long, công ty điện lực Quảng Ninh cho biết cố gắng cấp điện trở lại trong ngày 10 tháng 9. Các đường dây còn lại trên địa bàn thành phố do có nhiều vị trí gãy đổ cột phấn đấu trong vài ngày tới khắc phục xong, khôi phục vận hành cấp điện cho khách hàng. Tuy nhiên, đến tối ngày mùng 10 tháng 9, tại thành phố Hà Long, nhiều nơi vẫn chưa có điện. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến sáng ngày 11 tháng 9, đơn vị khôi phục vận hành được 1.376 trên 1.604 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão, đồng thời khôi phục cung cấp điện được cho 4,8 triệu khách hàng trên tổng số hơn 5,9 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão Iagi. Do nước sông dâng cao, lũ vật kỷ lục 65 năm qua đã gây ngập lụt tại 15 tỉnh gồm Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Nam Định, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình và Vĩnh Phúc, khiến nhiều khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. 2. Đình chỉ hai chủ tịch xã tại Lào Cai. Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Làng Hồ và Pa Treo do vi phạm quy định phòng chống bão lũ. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát, ông Má A Trúng, sinh năm 1990, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Làng Hồ và ông Lý A Khoa, sinh năm 1983, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Treo. Cụ thể, theo quyết định số 6361 và 6362, do bà Ban Thanh Thảo, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát Ký, địa phương này tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 14 tháng 9 đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Làng Hồ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Treo. Hai chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bị tạm đình chỉ gồm ông Má A Trúng sinh năm 1990 là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Làng Hồ và ông Lý A Khoa sinh năm 1983 là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Trèo. Quyết định tạm đình chỉ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát được căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 4, quy định 148 quy ngày 23 tháng 5 năm 2024. Cán bộ cố tình trì hoãn, đun đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3. Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đã có công điện và các văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong các văn bản chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đều yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung cao độ triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với hoàn lưu bão số 3, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó báo lũ, thực hiện nghiêm túc trực ban 24 trên 24 giờ. Đảm bảo 100% quân số ứng phó khi có thiên tai xảy ra, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 3 tại các địa phương. Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, ông Lý A Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Treo và ông Má A Trúng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Làng Hồ không có mặt tại chủ sở Ủy ban Nhân dân xã để thực hiện công tác trực ứng phó hoàn lưu bão số 3, theo chỉ đạo của huyện trong thời gian tạm đình chỉ công tác, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu về việc thực hiện nhiệm vụ của hai chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nói trên theo quy định. Trên đây là những quan chức bị đình chỉ vì không khắc phục hậu quả báo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share đồng hộ OVBiz. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.